Chỉ cần tra Google tên thuốc giảm cân, sẽ thấy muôn vàn các loại thuốc với đủ loại xuất xứ và giá cả. Và trên các trang mạng xã hội, mặt hàng thuốc giảm cân cũng rất đắt khách. Theo địa chỉ và số điện thoại này, phóng viên VTC14 tìm đến một cửa hàng bán thuốc giảm cân trên phố Đội Cấn, Hà Nội. Một liều thuốc giảm cân ở đây được bán với giá từ 1,2 đến 2 triệu đồng. Theo lời người bán, đây là hàng sách tay từ Thái Lan, đã có nhiều người mua và kết quả giảm cân rất khả quan. Em có muốn uống thành phần của nó sản xuất ra, cháu hỏi cô thành phần gì, cô là người buôn bán thì cô chỉ biết là đây cô bán và cách hướng dẫn sử dụng, còn thành phần gì là của bệnh viện người ta chế tiết của bên dược. Bác ơi, có 1,3 triệu mà giảm được khoảng 7 cân đến 10 cân rồi. Sáng uống 4 viên. Nhưng đáng nói, trong một liều thuốc giảm cân với đủ các loại thuốc màu xanh đỏ tím vàng có giá tiền triệu này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có bất cứ giấy phép lưu hành sản phẩm nào. Với giá 1,2 triệu đồng, phóng viên VTC14 đã mua một liều để đưa tới các chuyên gia về dược phẩm. Điều đáng lo ngại là chưa cần phải kiểm nghiệm các hoạt chất gì có trong đó. Các chuyên gia cho biết, nếu đưa bất kỳ một loại chất nào kiểu như thế này vào cơ thể là vô cùng nguy hiểm. Không có một cái chỉ định gì, chỉ dùng một cách là truyền miệng nhau thì thực sự nó rất là nguy hiểm. Và cũng không thể đảm bảo được cái chất lượng của các cái sản phẩm này. Nó có đảm bảo cái chất lượng để sử dụng cho con người hay không. Thế nên là đây là một cái điều cực kỳ là nguy hiểm. Cũng theo các chuyên gia dược phẩm, bất kỳ một loại dược phẩm nào lưu hành trên thị trường phải đảm bảo rõ ràng về thông tin và hoạt chất cụ thể. Với một loại thuốc không có bất cứ một thông tin nào thì việc sử dụng vô cùng nguy hiểm. Chưa nói, cơ chế giảm béo khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào đều có hại cho cơ thể. Vậy thì này nó thuộc cơ chế nào thì quả thực là không có thông tin để mình nói được. Đấy. Mà tất cả nói thôi, tất cả những loại thuốc mà có cái tác dụng như vậy đều là những thuốc có thể nói là rất là không tốt với gan, có thể nói là khẳng định như vậy. Cũng dễ hiểu khi những bệnh nhân suy gan, suy thận đang ngày càng trẻ hóa. Mới đây, Chi cục Quản lý Thị trường đã thu hồi một loạt các loại thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc xuất xứ. Có lẽ đây chỉ là một trong số ít thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan hiện nay. Dù không kể hết được tên từng loại sản phẩm, nhưng điều mà chúng tôi muốn nói với những người phụ nữ đang khát khao có thân hình thon gọn rằng cách tốt nhất để điều chỉnh cân nặng là phải ăn uống điều độ và tập luyện thể dục thể thao phù hợp, chứ không phải mắc bẫy trước những lời quảng cáo từ những sản phẩm này. Nhiều người đến mua chứ ạ.